Làm chung 2 năm mới biết nó tên Le. Rồi, rồi, happy birthday em, lên. Cái tên nghe nhộn. Trời, chủ đoàn gì có tâm vậy? Không phải, đâu có chuyện gì đâu để nói. Ví dụ như là tụi mày người ta còn chửi được chứ nói cho nên bán ghế có gì đâu để chửi. Rồi chị làm thơ đi, chữ Le đó. Hôm nay sinh nhật Lâm Le. Nói tên Lâm má ơi. Ai biết được cái chữ Le đây nè. Nickname là Le thôi, tên là Lâm. Le cho dễ thương đi. Khoan đi, nên nhắc cái vụ là Lâm nickname Lâm Le chị mới nhớ. Hồi xưa là tụi em cũng có cái một cái bạn tên là Lâm Le. Cái tên Lâm rồi nó đặt nick tên là Lâm Le. Tụi em kêu là Lâm Le lè lưỡi liếm lòng. Liếm lòng lưỡi lam, liếm lại lưỡi liềm, rồi lòng Lâm Le. Thì đó có công gì đó, đúng không? Thật không? Thiệt. Thiệt vậy hả? Sự thiệt là nó ghê thôi, vậy được. Vậy thì mình không nên làm thơ. Mình sẽ có cái tiếng chế này rồi. Rồi bây giờ chị yêu cầu cho làm thơ thì chắc có lẽ là thơ không có gì hay hơn bằng đề tài là thơ bằng chữ L. Xin mời với ba. Hôm nay sinh nhật Lâm Le. Lấy con heo qua trước cho tao. Chúc Le sẽ có một hộp me ăn hoài. Thôi rồi. Rồi tới chị á. Cái thơ chữ L mà. Hả? Thơ chữ L mà. Tự nhiên cái thơ chữ L. Giống như nhà ảnh đọc đi á. Bệnh đây mầm vui không phải này. Đâu cãi được. Rồi chúc mừng sinh nhật em hết. Ai coi. Lôm lai linh lực Lâm Le. Không, cái đó là cái đứa lửa bự rồi. Ô. Rồi vô. Cho số cái gì nào vô. Thank you.
Lòng Xuân Tâm. Chưa đâu, nói đi, mày nói tiếp đi. Chưa hả? Rồi tiếp tục luôn. Rồi ủng hộ liền tay giùm em những cái lá vé cho cả nhà mình nha. Đó. Cả nhà mình nhớ lập ra mặt sau những cái lá vé không lập hưởng, chúng ta ghi họ và tên và gửi các bạn diễn viên khi mà các bạn không xuống đây đã xuống được thì chúng ta sẽ bỏ những cái lá vé vào trong thùng hàng nha, để bốc thăm lần đầu tiên có 90 triệu cho một chút thì mình luôn, và nhận về cho mình sẽ đi chơi cả 100.000 đồng và cũng như là được ký là chuyện ok là hả. Rồi và chúng ta trở lại với đi và sùng tấn ngày nay, chúng ta trở lại với đi và sùng tấn lòng sùng tặng. Dạ xin cảm ơn nhạc.